Xin giới thiệu với các bạn một cái bộ càng chữ A này. Càng chữ A loại này là loại không căn chỉnh, loại chuyên dành cho xe 4 bánh ấy, thì nó khỏe hơn rất là nhiều so với những cái dòng càng chữ A dành cho xe ATV. Dòng ATV thì nó có ốc căn chỉnh ấy, nhưng mà những cái tai này nó yếu, nó không khỏe được cái thằng này đâu. Đấy. Với lại cái đồ đúc của thằng này nó làm rất là ngon này. Đây những cái vòng bi này của nó này, nó đều có những cái phớt chặn nhớt này, chống bụi bẩn này, nó đầy đủ hết này, nó bền và nó khỏe, chịu tải tốt hơn so với những cái dòng của ATV. Đây nó có lắp che chắn này, con này tim ốc 7x10 nhé, phanh đĩa này. Thêm nữa thì cái tai để lái này nó dài, tai này là 11 cm này. Lái nó nhẹ hơn nhiều so với cái dòng ATV thì nó chỉ có khoảng 6 cm thôi, thì lái nó ngắn mà nó rất là cứng, cứng lái bởi vì do cái tay đòn nó ngắn. Thì một số cái thông số của cái càng A này là cái phần càng của nó là 30 này. Còn cái phần chiều ra này của nó là 70-35 này. 35 thì làm tối thiểu cho dòng xe, cũng phải là xe có chiều rộng 80, cả bánh lên nó khoảng 90 thì mới lắp được. Đấy, đây là cái phần chống giảm sóc này. Thì cái này, bộ này thì bên em không có để giảm sóc. Cái giảm sóc thì khách lắp xe loại yếu thì dùng giảm sóc mềm, mà lắp xe cứng thì giảm sóc cứng hơn. Đấy. Thì bộ này nó khỏe, cơ bản là bộ này nó rất khỏe. Đây các bạn nhìn cái Meyer của nó này, cái chiều dài của Meyer nó ra đến khoảng 6 cm này. Còn vòng bi của nó là bi côn nhé, bi côn mà nó phớt chặn nhớt cho nên nó rất là bền. Chữ A dưới thì là chữ A, chữ A trên hai chữ A này. Đấy, khoảng cách chữ A dưới là 325 này. Khoảng cách chữ A trên là 15-16 này. Chữ A trên thì ngắn hơn này. Cái này thì bao giờ nó cũng làm lệch chứ nó không làm cân chữ A như các bạn hay chế đâu. Khách hàng hay chế là hai chữ A cân ấy. Thì đấy chỉ là làm cho dễ làm và dễ căn chỉnh chứ khi nó sẽ không đúng khoa học và đi nó nhanh mòn nốt. Đấy. Còn cái chữ A này nó làm một A ngắn, một A dài. Với mục đích là nó sẽ giữ cái khoảng cách giữa hai cái bánh xe này luôn luôn là không đổi, nó tránh cái hiện tượng mòn ngang khi mà đi giảm sóc. Nếu các bạn làm A cân ấy, hai cái hình song song ấy, thì khi nhún nhân xuống cái bánh nó sẽ co vào co ra, khoảng cách giữa hai bánh nó thay đổi liên tục trong quá trình chịu giảm sóc. Cái này thì về mặt hình học ấy, cơ bản là như vậy. Đấy. Cái này nó cứng, rất là cứng. Đây các bạn nhìn mã tăng cứng ngày trước mình đã bán cho họ làm xe chở vật liệu phải đến 1 tấn ấy. Thì bộ này nó vẫn chịu các bạn. Đây là tổng thể của một cái bộ chữ A dùng phanh dầu, nó chỉ có như thế này thôi. Thì cần thêm giảm sóc, dây dầu và tổng phanh, cái này sẽ kết hợp cùng với này cái hệ thống 4 bánh. Thì tất nhiên là các bạn mua thì bên em sẽ bán thêm, hoặc là cái đấy khách hàng lựa chọn thêm. Đấy, chi tiết chỉ như vậy thôi. Mọi chi tiết liên hệ 0983 818 955.